Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 31 tháng 7 năm 2024. Đêm ngày hôm qua, vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 đã diễn ra lượt cuối cùng. Các suất đi tiếp đã được xác định, cộng với vị trí đứng đầu các bảng đấu. Sự chú ý được dành cho bảng đấu của Argentina khi cả 4 đội đều có cùng 3 điểm. Ngoài ra, đêm qua, vòng loại thứ nhất của UEFA Champions League cũng đã khép lại với sự xuất hiện của Fenerbahce, đội đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Mourinho. Hãy cùng cập nhật những diễn biến liên quan trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay. Argentina đại chiến Pháp, Tây Ban Nha mất ngôi đầu. Loạt trận cuối vòng bảng Olympic đã chứng kiến một bất ngờ đáng chú ý. Đầu tiên, Argentina gặp Ukraine và đã có chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Amada và Echeverry. Chiến thắng là điều kiện tiên quyết để Argentina giành quyền đi tiếp ở bảng đấu của mình. Nhưng họ đã không giành được ngôi đầu bảng, bởi trong trận đấu còn lại, Maroc đã thắng Iraq với tỷ số 3-0. Có đó bằng điểm với Argentina về các chỉ số phụ. Sau cùng thì nhỉnh hơn về thành tích đối đầu nhờ chiến thắng có thể hơi drama ở lượt trận đầu tiên. Nhờ đó, Maroc đã giành ngôi đầu bảng và tránh được Pháp ở vòng tứ kết, trong khi Argentina sẽ phải đụng độ đội chủ nhà khá sớm. Cao trò huấn luyện viên Thierry Henry tiếp tục thể hiện sức mạnh ở bảng A khi thắng dễ New Zealand 3-0, có đó giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Tấm vé còn lại giành quyền đi tiếp ở bảng đấu này, giành cho Mỹ khi họ thắng Tunisia với tỷ số 3-0. Bất ngờ đã xảy ra ở bảng C khi mà Tây Ban Nha bị Ai Cập đánh bại với tỷ số 2-1. Kết quả này thì khiến cho Tây Ban Nha không giữ được ngôi đầu bảng và phải xếp thứ hai sau Ai Cập. Đội bóng của Mourinho lại thắng đầy cảm xúc. Fenerbahce của Jose Mourinho vừa bước vào trận đấu lượt về vòng loại thứ nhất UEFA Champions League gặp Lugano. Họ có được chiến thắng 4-3 ở lượt đi trên sân khách và lần này họ trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ. Tình hình trở nên khó khăn hơn cho Fenerbahce khi họ một lần nữa bị dẫn trước từ sớm. Nhưng rất may, những điều chỉnh của Mourinho đã phát huy hiệu quả khi Edin Dzeko và sau đó Lachimaski ghi hai bàn thắng trong hiệp 2, giúp Fenerbahce của người đặc biệt giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Thắng lợi này giúp họ giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 6-4. Giờ đây, Fenerbahce sẽ đối đầu với một thử thách khác mang tên Lille ở vòng loại tiếp theo. Enzo lập tức xin lỗi khi tập trung tại Chelsea. Theo thông tin từ The Athletic, Enzo Fernandez đã gặp trực tiếp và ngay lập tức xin lỗi các đồng đội sau khi hội quân với câu lạc bộ Chelsea tại Mỹ. Trước đó, tiền vệ này đã liên tục liên lạc riêng với các đồng đội ở Chelsea, đưa ra lời xin lỗi chân thành sau khi xảy ra sự cố hát ca khúc chứa lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào một số cầu thủ da màu. Enzo Fernandez cũng tự nguyện đóng góp một số tiền cho tổ chức từ thiện chống phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc để sửa sai. Động thái này được cho là gây ấn tượng với giới chủ của The Blues. Ngược lại thì câu lạc bộ tại London cam kết sẽ đóng góp một khoản tương ứng thông qua tổ chức từ thiện của họ là Chelsea Foundation. Hiện tại chưa rõ được thái độ của ra sao Chelsea đối với Enzo như thế nào. Tuy nhiên tình hình có vẻ đã dần lắng xuống. Chu Đông Anh khẳng định tương lai của Enzo tại Chelsea vẫn được đảm bảo. Anh chỉ bị Chelsea phạt tiền, đồng thời sẽ tham gia các chương trình của câu lạc bộ để có thể nâng cao ý thức cộng đồng chống nạn phân biệt chủng tộc. Dù vậy, chưa thể khẳng định vụ việc giữa Enzo và các đồng đội đã hoàn toàn khép lại. Vẫn có những nguồn tin cho biết một số cầu thủ Pháp tại The Blues vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Enzo Fernandez. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại Bamisai. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Chelsea đón tin vui từ Jackson. Kể từ khi Chelsea hội quân vào đầu tháng 7, Nicolas Jackson chỉ có thể tập riêng. Anh chưa thể tham gia vào quá trình tập chiến thuật cùng toàn đội dưới thời tân huấn luyện viên Enzo Maresca. Hiện tại, Nicolas Jackson đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục. Đội ngũ y tế của The Blues đánh giá mọi chuyện tương đối tích cực. Nếu tình hình khả thi, Nicolas Jackson có thể trở lại thi đấu vào đầu tháng 8. Anh vẫn có thể góp mặt trong những trận đấu giao hữu cuối cùng của Chelsea để chuẩn bị cho mùa giải tới. Nicolas Jackson trải qua mùa giải 2023-2024 với nhiều thăng trầm khác nhau cùng câu lạc bộ. Anh có cho mình 16 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đây không phải thành tích quá tệ với một cầu thủ trải qua mùa giải đầu tiên với đội bóng mới. Tuy nhiên, cầu thủ người Senegal thường xuyên hứng chịu những chỉ trích. Anh thuộc top những cầu thủ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhiều nhất tại Premier League. Cổ động viên Chelsea đang kỳ vọng Jackson sẽ thể hiện sự tiến bộ hơn trong mùa giải hôm nay. Cổ động viên Arsenal giận dữ vì thần đồng ra đi. Arsenal đã đưa ra lời đề nghị học bổng mới dành cho thần đồng của mình, Obi Martin, vì cầu thủ dưới 17 tuổi và không thể ký hợp đồng chuyên nghiệp. Nhưng bất chấp những nỗ lực của Arsenal, Obi Martin vẫn quyết định ra đi. Man United đã nhanh chóng nhảy vào thương vụ và cung cấp cho Obi Martin cũng như gia đình chuyến tham quan cơ sở vật chất của đội. Bước tiếp theo của cầu thủ 16 tuổi vẫn chưa được xác định, nhưng anh đã công bố việc rời khỏi Arsenal trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội. Obi Martin đã đăng hai tấm ảnh trên trang Instagram và viết là cảm ơn Arsenal. Ở một trong hai tấm ảnh, anh có ghi thông điệp dài hơn: "Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người ở Arsenal vì 4 năm qua. Những trải nghiệm và sự phát triển mà tôi đạt được ở đây là thực sự vô giá." Tuy vậy, nhiều cổ động viên Arsenal tỏ ra thất vọng với sự ra đi của cầu thủ này. Thậm chí, so sánh với thương vụ Robin van Persie chuyển đến Manchester United, nhiều bình luận tiêu cực đã bủa vây bài đăng của Obi Martin, cho rằng anh quan trọng tiền bạc hơn và đánh giá việc chuyển đến Man United là một bước đi tệ hại. Obi Martin hiện đã đạt phong độ ấn tượng vào mùa giải năm ngoái,
ghi được 5 cú hat-trick trong 9 trận đấu cuối cùng của giải U18 Premier League. Khả năng sát bàn ấn tượng là lý do khiến Manchester United dốc sức để chiêu mộ cầu thủ trẻ này. Pep đưa ra lời cảnh báo với Lamine Yamal. Lamine Yamal đã tỏa sáng rực rỡ trong áo của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2024. Ngoài ra thì anh bây giờ còn gây ồn ào với câu chuyện về đời tư của mình. Bản thân Lamine Yamal vẫn có tương lai rất sáng sủa, nhưng mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có những lời cảnh báo dành cho tài năng sớm nở của câu lạc bộ Barca. Rodri luôn nói với tôi với những điều tuyệt vời về Lamine Yamal. Cậu ấy thật phi thường. Phải có lý do thì Xavi mới cho cậu ấy ra mắt. Nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ gặp rất nhiều thăng trầm. Cậu ấy nên bình tĩnh vì chặng đường sắp tới còn rất dài. Không biết Pep có để ý đến những chuyện đời tư gần đây hay không, nhưng phát biểu như vậy là một lời cảnh báo quan trọng. Đó sẽ là lời nhắc nhở để Lamine Yamal thận trọng hơn, bởi trước anh đã có không ít những cầu thủ sa sút vì đời tư gặp nhiều vấn đề. Barca kiếm đậm từ chuyến du đấu Mỹ. Barca có thể sẽ mang về số tiền không nhỏ từ chuyến du đấu tại Mỹ. Cụ thể, đội bóng xứ Catalan kiếm được 5 triệu euro từ trận giao hữu với Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 8. Với những cuộc chạm trán Manchester City và AC Milan, đoàn quân của Hansi Flick thu về thêm 3 triệu euro mỗi trận. Như vậy tổng cộng họ thu về 11 triệu euro. Hàng năm các câu lạc bộ lớn như Real Madrid, Barcelona hay Manchester United thường xuyên chọn nước Mỹ để du đấu. Đó là cơ hội để họ kiếm tiền cũng như tiếp thị hình ảnh bên cạnh mục đích thể thao nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đáng chú ý thì Barcelona sớm nhận ra Mỹ là thị trường hấp dẫn để họ khai thác. Vì vậy câu lạc bộ này đã đi tiên phong chọn xứ sở cờ hoa làm nơi du đấu từ nhiều năm trước. Khác với mọi khi, không có điều khoản nào đặc biệt được cài vào các trận đấu giao hữu của Barcelona tại Mỹ, như phải để những tên tuổi lớn ra sân. Do đó, câu lạc bộ xứ Catalan sẽ thu về chọn 11 triệu euro cho 3 trận giao hữu, bất chấp việc vắng 10 cầu thủ đội 1. Xuân Trường chính thức chốt tương lai. Nửa cuối mùa giải trước, Xuân Trường thi đấu cho Hà Tĩnh dễ dàng cho mượn từ câu lạc bộ Hải Phòng. Kết thúc mùa giải 2023-2024, cầu thủ CF95 cũng đáo hạn hợp đồng với đội bóng đất cảng. Sau cùng anh đã thỏa thuận tiếp tục thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải tới. Sau quá trình đàm phán, đôi bên đã thống nhất được những điều khoản về bản hợp đồng mới. Trên trang chủ thì Hà Tĩnh đã xác nhận gia hạn hợp đồng với cầu thủ 29 tuổi thêm 3 năm. Bản hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn sau khi mùa giải 2026-2027 khép lại. Chi tiết về những điều khoản giữa hai bên chưa được tiết lộ. Kể từ mùa giải tới thì Xuân Trường sẽ khoác lên mình chiếc áo số 6 yêu thích tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong nửa cuối mùa giải trước, cầu thủ quê Tuyên Quang lựa chọn số 24. Xuân Trường đã có những đóng góp nhất định trong nửa mùa giải thi đấu cho Hà Tĩnh để giúp đội bóng trụ hạng. Anh là lựa chọn ưa thích của huấn luyện viên Thành Công nơi hàng tiền vệ. Đây có thể sẽ là bến đỗ mà Xuân Trường gắn bó lâu dài trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những tin nóng tiếp theo của Tuyền Văn Hóa.